Kính thưa quý vị và các bạn, thưa quý vị, chắc hẳn ai cũng đã được nghe những câu chuyện về ma gà, một thời đã từng gây ám ảnh đối với người Tây tại Iran và đã khiến cho rất nhiều đóa hoa rừng phải mất mạng một cách oan uổng. Vậy hình dáng của ma gà ra sao? Chi tiết cụ thể của câu chuyện này sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ma gà một thời trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người vùng cao. Không biết bao nhiêu đóa hoa rừng mất mạng oan uổng. Cách thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 70 km, xã Ea Tam, huyện Cờ Đông Năng, tỉnh Đắk Lắk nằm lọt thỏm dưới những cánh rừng. Trên đường vào buôn, ông Nguyễn Đại Hà, 51 tuổi, nguyên chủ tịch xã Ea Tam, bảo rằng không biết là ma này bắt nguồn từ đâu, nhưng người ta bảo nó vận vào người, đặc biệt là người Tây sinh sống ở các tỉnh Tây Nguyên. Nghiệt nỗi mà gà chỉ ám vào các cô gái đẹp được xem là bị trời đầy, là bông hoa khuyết của núi rừng. Người Tây cho rằng ma gà cũng có truyền thống, nhà nào đã bị ma gà ám thì sẽ như một lời nguyền truyền kiếp, thế hệ sau sẽ có thêm một ma gà nữa. Tập tục này khiến đồng bào vùng cao điêu đứng, khốn khổ biết bao năm qua. Mà ác nỗi, chẳng ai biết hình thù cái con ma gà kia ra sao. Nếu một cô gái Tây bâng cua khen con vật cây cỏ xinh xắn đáng yêu, mà hôm sau loài vật hay là cái cây đó lăn đủng ra mất, là cô gái đó được xem bị ma gà nhập. Người ta bảo bị ma gà nhập thì thường ở nách nổi lên một cục hạch lớn. Khi bóp vào cục hạch này, người bị nhập sẽ kêu lên bằng tiếng gà. Thời gian này nếu không tìm được vị thầy mò cao tay ấn về khắc chế thì nạn nhân sẽ bị tâm thần, nhẹ thì bỏ nhà bỏ xứ đi mất, nặng thì qua đời trong đau đớn khổ sở. Đến giờ, người dân xã E Tam vẫn còn bàn tán về con ma gà hoành hành gần 10 năm trước, khiến hàng trăm người Tày ở đây mất ăn mất ngủ. Hoa, 20 tuổi, người miền xuôi lên tìm việc. Một ngày kia, Hoa khen bâng cua con trâu của một người đi qua. Hôm sau, con vật bỗng lăn đùng ra mất, còn Hoa thì đổ bệnh. Hay tin, người mẹ ở miền xuôi lên chăm sóc con, nghĩ con mình ở vùng cao lâu ngày nên bị ai đó yểm bùa, nên mời thầy mò đến cúng. Thầy mò cúng không biết là bao nhiêu là gà, rồi phán Hoa bị ma gà nhập. Từ lời phán này, thầy mò yêu cầu gia đình phải trục con ma gà ra khỏi cơ thể Hoa. Nửa đêm hôm đó, khi Hoa đang ngủ, thầy mò cùng một số học trò của mình bước vào phòng vẽ bùa, phun rượu, dùng lục lạc. Mỗi người trên tay một cây roi mây, nhắm người Hoa mà vụt lấy vụt để. Quá đau, Hoa gào thét và tìm cách chạy ra khỏi nhà. Có đám người phía sau, ai nấy như lên đồng, đuổi đánh cho bằng được con ma gà. Trục ma đâu không thấy, chỉ thấy Hoa té ngã bất tỉnh. Hay tin, cán bộ xã, hội phụ nữ đến đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân do bị căng thẳng nên xuất hiện các bệnh lý về thần kinh. Gần 40 năm an cư lạc nghiệp nơi đất khách, ông Hà Dân, 56 tuổi, cho biết đã chứng kiến vô số chuyện đau lòng về cơn ác mộng ma gà nhập vào những cô gái ở độ tuổi xuân thì, gây ra không biết bao cái gia đình oan ức. Ông Dân nhớ lại, vào những thập niên 80 của thế kỷ trước, buôn này bị ma gà hoành hành rất dữ. Ông còn nhớ như in một buổi lễ trục ma gà vào khoảng năm 1982 mà ông tận mắt chứng kiến. Đó là Nông Hinh, 18 tuổi, cô gái đẹp nhất nhì ở xã E Tam lúc bấy giờ, bị cộng đồng cho là đã bị ma gà nhập. Bởi thời gian đó, cô hay ăn nói lung tung và ở hai bên nách có hai cục thịt trồi lên. Sợ hãi, gia đình nhờ thầy Mo đến trục con ma gà. Sau khi xem qua bệnh tình, thầy Mo yêu cầu người nhà lấy hồng hoàng và thần sa, cát đỏ giống như là thiên thạch nghiền nát để kẹp vào hai bên nách của Hinh. Kẹp cả tuần không hết, hai nách của nạn nhân sưng tấy lên thì thầy Mo trị bằng cách lên đô nặng hơn. Lấy diêm sinh thầy tự bào chế, tiếp tục kẹp vào nách nhưng Hinh vẫn không hết bệnh. Thế là ông thầy Mo cùng người nhà đè nạn nhân xuống đất, rồi cả chục người, trai gái lớn bé, họ hàng nội ngoại thì nhau chét phần gà và tiểu lên người cô. Ông thầy Mo dùng một bó nhang to đùng, khấn vái cua qua cua lại khắp nhà ngoài sân. Sau đó dùng từng cây nhang cháy đỏ rực trích vào hai cục hạch ở nách cô Hinh. Thấy con ma gà đau đớn dãy giụa, gào thét, cả đám người càng bị kích động, lên đến cao trào thì họ thay nhau dùng roi đánh khắp thân thể cô. Cô mất đi sống lại mấy lần, đến ngày thứ ba thì cô qua đời.
Ông Dân cho biết lễ tục ma gà của người Tây tại E Tam gần như là không còn phổ biến nữa, bởi cũng nhờ sự quan tâm tuyên truyền, giải thích của các cán bộ xã, huyện về những hủ tục lạc hậu, ấu trĩ, nên bà con người Tây khi thấy người nhà có biểu hiện không ổn về thần kinh và sức khỏe, họ đã biết đưa người nhà xuống bệnh viện huyện, tỉnh tìm cách chữa trị. Một vài thầy mo cũng đã bị luật pháp trừng trị vì kiểu trục ma gà phản khoa học khiến nhiều nạn nhân tử vong. Nhưng theo ông Dân, ở một số nơi, thầy mo vẫn còn lén lút trục ma gà, vẫn có người tin vào lời đồn thổi nên thầy mo vẫn còn đất sống. Còn riêng bài chú trục con ma gà thì chỉ có các thầy mo biết. Bởi khi làm lễ trục ma gà, thầy mo chỉ đọc lí nhí trong miệng hoặc hô to, liên thoáng bằng tiếng gà nên không ai có thể hiểu được. Nói về câu thần chú trục ma gà, ông Đại Hà cười nói, ngày trước ông từng chứng kiến một buổi trục ma gà của ông thầy mo ở tỉnh Lâm Đồng. Ông đã thu lại một đoạn băng rất dài về bài chú trục ma gà của ông thầy mo này. Mặc dù bản thân ông Hà là một trong những người tìm hiểu, nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa đời sống của đồng bào Tây Nguyên gần 20 năm qua, nhưng ông cũng chẳng hiểu đó là ngôn ngữ gì. Sau đó, ông tìm đến những dịch giả tiếng dân tộc thiểu số, nhưng sau khi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đấy, họ cũng thốt lên, biết mới lạ. Có thể nói là loại văn khấn cổ xưa chỉ được các thầy mo truyền đời, thế hệ trước truyền cho thế hệ sau, chứ không được thể hiện trên các văn bản. Đó cũng có thể là thổ ngữ xưa của tộc người Tây, nhưng theo thời gian thì bị mai một. Có lẽ chỉ các vị thầy mo, thầy cúng mới hiểu nghĩa của các đoạn văn khấn tế kia, ông Hà nói. Ma gà có phải là loài ma quỷ có thật chuyên hại người hay chỉ là loài ác ma tồn tại trong tâm khảm những người tin nó? Điều này đến nay thì vẫn là dấu hỏi lớn với không ít người dân ở E Tam. Nhưng theo vị cựu chủ tịch xã, ma gà kỳ thực là con ma tưởng tượng chỉ tồn tại trong tâm trí của những người yêu bóng vía. Điều này gợi cho chúng tôi nhớ đến tâm tình của ông Năm Nổi về bóng ma trạm. Ông Năm Nổi năm nay đã ngoài 80 tuổi, từng là thủ lĩnh tinh thần của tộc người Chư Ro ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Theo ông Năm, người Chư Ro từng rất sợ hãi ma trạ, loại ác ma được ví như là ó ma lai chuyên hại người Tây Nguyên ở những thập kỷ trước. Nhưng khi làn sóng mới về các buôn làng, đồng bào mới rõ đó chỉ là bóng ma của một thời mông muội. Chẳng biết được là ma quỷ hại người có thật trên đời không, hay là những câu chuyện bịa đặt hay chỉ tồn tại trong tâm trí của những người yếu bóng vía. Điều này vẫn đang còn là một dấu chấm hỏi và chẳng ai có thể chứng minh được. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.